Chanh nhây bữa trước Mỹ mua này mọi người. Bây giờ Mỹ sẽ ăn nha. Mỹ để cắt ở trên cái này nè. Mùi thơm mọi người. Mỹ ăn thử nha. Mời cả nhà. Chua ngọt mọi người. Chua. Mình sẽ bỏ kem vô này ăn mọi người. Nhìn thấy đẹp rồi mọi người. Mời cả nhà. Béo mà ngon lắm mọi người. Ăn thử nha. Bây giờ béo ngọt chua. Miếng cuối cùng nè. Ngon mọi người. Thôi Mỹ kết thúc video tại đây ạ. À.